các chị, hôm nay Sha Băng và Nhật Lệ, một cặp đôi song ca mà các chị đang mong chờ đây ạ. Hôm nay thì các chị ơi cùng xuống lầu và cùng nghe những bài hát với Sha Băng và Nhật Lệ nha. Lâu lắm rồi hai em gái mới quay lại với anh chị đúng không ạ? Nhật Lệ và Sha Băng hãy cùng chia sẻ cho hai em gái nha. Love you. Thả tim. Hey. Anh chị ơi là anh chị ơi. Hey. Hey. Hai con mèo đen đúng không anh chị nha. Anh thấy anh chị phong cách của hai đứa hôm nay có được không ạ anh chị ơi? Yếm ơi, yếm. Yeah. Em ơi đừng khóc, em ơi đừng khóc, bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu hề sai, em đâu thề mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao đêm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, khóc, cô đang để buồn đau. Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, khóc, cô đang để buồn đau. Hey! Giữa kề môi em nốc, thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc, 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 khóc. Hey! Vì sao chúng ta lại không chia sẻ để buổi tối ngày hôm nay thật là rực rỡ đúng không anh chị ơi? Yes, say hi chị Tuyết Nga nè, hello chị Lăng Hương, tất cả các chị ơi cùng yêu thương và chia sẻ rực rỡ nha. Yeah. Khóc, 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 khóc. Thời gian quá là dài rồi Nhật Lệ và Sha Băng mới kết hợp với nhau đúng không anh chị? Nếu anh chị yêu thương chúng em, nhớ chia sẻ và lên những lượt bình luận nha anh chị nhá. Dạ, đúng rồi, lâu lâu sếp em thay đổi cho đổi mới chứ cái chị nhìn hoài chán sao. Buông bàn tay để chấm hết tất cả thứ làm em buồn, bao gồm cả cuộc đời của em. Em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên, thiên đường vẫn chờ ngày lễ đến. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, đốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, khóc, có đáng để buồn đâu. Hey! Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, khóc, có đáng để buồn đâu. Rượu kề môi em nốc, thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc, 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 khóc. Yeah, hello chị Nga Trần này, anh Sơn Hoàng, anh chị Anh Phúc, chị Johnny này. Tất cả anh chị ơi chúng ta cùng bình luận để thể hiện tình yêu thương với hai em gái được không ạ? Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ nhá. Yeah. Khóc, 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 khóc. Lên nhạc những ca khúc của mình yêu thích nha anh chị yêu ơi. Cảm ơn chị Lê Thiệu, sai lầm. Nguyễn Yến này, hello Nguyễn Yến, hello nhớ thương Minh Nguyệt, Johnny Honey, anh Phúc này, tất cả các chị Đạt Phạm này. Cuối tuần thật là vui vẻ và rực rỡ bên hai em gái được không ạ? Tòng Phu này, một ca khúc rất là hay. Tí hát nhỉ? Ok. Thế đi hát bài Sapa đi. Ôi trời ơi. Nếu mà hôm nay anh chị muốn hát bài Sapa, anh chị phải chia sẻ cho chúng em nhá. Cảm ơn anh Phúc Đạt này, chị Hoa Quả Vân, anh Hai DC, chị Bách Hợp Hoa, anh chị ơi chúng ta cùng bình luận nhiều lên nào. Nhạc vậy mà còn nghe nhỏ hả ta? Hay là cái volume điện thoại của mình hơi bị nhỏ, mình bấm volume lớn lên nhá. Max volume cho em nhá. Đeo tai phone vào nhá. Lệ Băng hôm nay đẹp quá anh chị ơi. Hôm nay hai em gái có cái váy đôi. Có sự đầu tư á các chị. Có một sự đầu tư không hề nhỏ. Xinh quá, xinh quá. Cảm ơn tất cả anh chị yêu. Và bây giờ sẽ là một ca khúc mà lâu lắm rồi hai chị em không được hát này. Màu Đen của Sự Quyền Lực. Cảm ơn chị Thu Trang này. Một sự huyền bí nữa cái chị nhỉ. Huyền bí. Tiếp tục luôn. Hello anh Thành Lê nhá. Yêu em anh mong chờ, yêu em anh ưu hoài, yêu em anh âm thầm, con tim anh hao gầy. Vì sao em hỡi, vì sao em hỡi, làm sao biết được tình yêu trái ngang, con tim hoang mang lầm lỡ trao, niềm riêng không nói, nhìn em với người. Vì anh đến sau nên ôm thương đau giờ trách ai. Nụ cười em trên môi, đôi mắt long lanh như sao trời. Nào phải đâu cho anh riêng anh mà tiếc nhớ. Đừng tiếc nhớ, đừng buồn chi tôi ơi, khi giấc mơ chia xa đôi đời. Vì sao anh luôn yêu em thôi, vì sao con tim anh chỉ có em. Em từ đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quê. Gần em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu anh không cần biết chi. Yêu là trao, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Vui trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai. Lên con số 3 nào anh chị ơi. Ai đã từng không lần yêu, đã yêu không có lần con tim dại khờ. Dại khờ, yeah. Hay hỏi lòng sao còn mong nhớ mong cho dẫu tình trao anh muộn mà. Vì sao em hỡi, vì sao em hỡi, làm sao biết, làm được sao, làm sao tình yêu trái ngang con tim hoang mang lầm lỡ trao, lầm lỡ trao niềm riêng không nói, niềm riêng không nói. Nhìn em với hey. Người vì anh đến sau nên ôm thương đau giờ trách ai, giờ trách ai. Nụ cười em trên môi, đôi mắt long lanh như sao trời. Nào phải đâu cho anh riêng anh mà tiếc nhớ. Đừng tiếc nhớ, đừng buồn chi tôi ơi, khi giấc mơ chia xa đôi đời. Vì sao anh luôn yêu em thôi, vì sao anh con tim chỉ có băng à. Yeah. Em từ đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Rồi em với em anh nào đâu cần biết chi. Em không yeah. cần biết chi. Yêu là trao, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai, đâu cần biết chi. What's up? Số 3 nào, số 3 ơi. Xin có số 3 đầu tiên này chị ơi. Số 3 đầu tiên là các chị ơi. Hôm nay Nhật Lệ rất là đẹp nha. Hello, sếp của em kìa. Đâu, hello sếp kìa. Đó là anh chị ơi, chúng ta cùng thể hiện hey. Sức mạnh của anh chị rực rỡ hơn buổi tối ngày hôm qua được không ạ? Yeah. Xin mạn phép xin như thế thôi anh chị nhá. Yeah. Em từ đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Gần em với em đánh nào đâu cần biết chi. Yêu anh không cần biết chi. Yêu là trao, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Vui trong tiếng yêu đây nào đâu chỉ có ai. Em từ đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Gần em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu anh không cần biết chi. Yêu là trao, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Vui trong tiếng yêu đây nào đâu cần có ai. Ai đã từng không lần yêu, đã yêu không có lần con tim dại khờ. Lên luôn nào anh chị ơi. Hay hỏi lòng sao còn mong nhớ mong cho dấu tình trao em muộn màng. Yêu em anh mong chờ, yêu em anh u hài, yêu em anh âm thầm, con tim anh hao gầy. Yêu em anh mong chờ, yêu em anh u hài, yêu em anh âm thầm, con tim anh hao gầy. Yêu em anh mong chờ, chờ. Yêu anh chị, chúng em mong chờ từng ngày anh chị ơi. Ngồi đây từ 7 giờ đến giờ để chờ anh chị vào đây này rồi. Và bây giờ anh chị ơi, chúng ta lên cùng số 4 được không anh chị? Cùng cổ vũ cho hai em gái bằng những con số của anh chị được không ạ? Và đặc biệt là một lượt like, lượt chia sẻ của anh chị. Đó là những động lực dành cho hai em gái rất là nhiều. Anh chị chỉ cần dừng giúp em 2 giây nha. Ai chưa like tặng hai em gái một lượt like, một lượt chia sẻ thôi. Để hai em gái có thật nhiều năng lượng để hát cho anh chị yêu thương nghe nha. Và bây giờ sẽ là một ca khúc tiếp theo chị ơi. Mặc màu đen nhưng mà không có gì nhỉ, không có trầm nhá, không bị khói đâu mà lửa không đây này các chị ơi. Chỉ quẩy lên cùng hai chị em nào. Hôm nay là hai chị em sợ bùng cháy quá, không dám mặc màu đỏ anh chị ạ, phải mặc màu đen để nó gì cũng xuống đi anh chị ơi. Ê, cùng nổi bật cái logo DC Beauty lên các chị. Cảm ơn chị An Khang nhá, cảm ơn tất cả các chị đã đồng hành cùng với Sha Băng và Nhật Lệ trong buổi live ngày hôm nay, cùng chia sẻ được rỡ hơn nữa nào. Hey, máu lên nào. Đố anh chị biết bài gì này? Đố các anh chị biết bài gì đây? Sha Băng nhìn Tây thế. Tây à? Việt Tây nhiều đấy chị. Nhóm lên ngọn lửa trong chính trái tim của ta. Và hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính trái tim bạn bè. Lên nào. Hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư của ta. Và hãy nhóm lên nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư bạn bè. Hey! Lửa trong tôi với ngọn lửa trong em dừng cháy cho bước chân rộn ràng để ta nghe lắng động nhịp tim yêu còn mãi nuôi trong ta mùa xuân. Lửa trong anh hát hòa nhịp tim em người xa những ước mơ lâu dài. Và em ơi những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta. Sung cho Băng chắc si phạt. Đứng không? Tụi nó mau ở trong Sung không? Đứng thì đứng. Hôm nay Sung Băng mặc váy đẹp lắm anh chị ơi, khoe dáng tí đi. Thế còn không đứng với tôi à? Hôm nay có hai cái váy mới. Đứng từ Lệ Lệ đợi số 4. Anh gọi anh chị ơi lên số 4 để Nhật Lệ đọ sáng với Sha Băng này. Được không ạ? Okay. Đừng với Sha Băng chắc là không thấp mấy đâu. Đó là không mang giày đâu ạ. Chưa bao giờ được thả dáng với Sha Băng. Anh chị cổ vũ cho Nhật Lệ để thả dáng với này là Việt Kiều nào anh chị nào. Việt Kiều. Cắt số 4 của nhà mình đâu rồi ạ? Lên nào. Hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính trái tim của ta. Và hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính trái tim bạn bè. Hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư của ta. Và hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư bạn bè. Lửa trong tôi với ngọn lửa trong em dựng cháy cho bước chân rộn ràng để ta nghe lắng động nhịp tim yêu còn mãi nuôi trong ta mùa xuân. Lửa trong anh hát hòa nhịp tim em ngồi sáng những ước mơ lâu dài. Và em ơi những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong DC. Lửa trong tôi với ngọn lửa trong em rực cháy cho chiếc chân rộn ràng để ta nghe lắng động nhịp tim yêu còn mãi nuôi trong ta mùa xuân. Lửa trong anh hát hòa nhịp tim em người sáng những ước mơ lâu dài. Và em ơi những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta. Và em ơi những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta. Anh chị thấy có máu không anh chị ơi? Đúng là lâu không kết hợp nó vẫn là sửa Sung đúng không anh chị ơi? Lâu quá rất là nhiều anh chị chúng ta đang vào live này. Anh Tam Nguyễn, chị Thúy Nhi, tất cả anh chị ơi, chúng ta cùng bốc lửa lên và cùng lên những bài hát của mình được không ạ? Quay về bí quyết của DC mãi đỉnh đó anh chị ơi. Bây giờ anh chị thích bài gì để chúng em có thể hát cho anh chị nghe này? Hay là hát bài Liều Thuốc Cho Trái Tim mà beat của Sha Băng đi, hay mà đúng không? Ok được không anh chị? Liều Thuốc Cho Trái Tim đó chị Thủy Nguyễn kìa, vừa nói cái chị lên bài hát ngay và có luôn bài hát đó cho anh chị được không ạ? Chỉ cần anh chị yêu thương chúng em thôi thì bài gì chúng em cũng có thể gửi tặng cho anh chị ha. Tất cả tình yêu thương của anh chị chúng em đều ghi nhận và cảm ơn tất cả anh chị yêu thương của chúng em rất là nhiều. Chị Phạm Hương thích hai em này ghê, cảm ơn chị. Thích chúng em thì nhớ tặng chúng em những lượt trái tim và đặc biệt những lượt chia sẻ, những lượt bình luận của anh chị nhá. Đúng rồi, đứng cho nó máu này, không ngồi được. Lâu lắm mới gặp Sha Băng mà không quẩy thì hơi phí chị ạ. Đứng xem màu các bạn đó đấy. Trời ơi, con này cô ta mang giày lấy gì? Màu đông như vây kín kỷ niệm của đôi mình lúc đã xa vắng nhau. Dường như anh quên lỗi quay về dũng nghe lòng. Còn đó bao thiết tha nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời người dành cho ta mật ngọt vội và dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhập hoàn ca. Lời tình si ta viễn trao người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu Dường như em quên lối quay về dù nghe lòng còn đó bao thiên tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những mắt xót xa răng ngang đời. Ngàn ngày trôi qua ngầm ngùi chia xa nối tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hãy cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỡ giấc bao đêm. Ngập ngùi cõi mơ nghe như chơi với khi bao yêu đừng ngứa màu. Anh đi mang theo vầng trăng thơ nào để bầu trái hoa nhất thương chỉ còn hoang vắng. Máu hoài chị ơi. Anh mang con tim vầng trăng thơ nào để bầu trái hoa thương nhớ. Anh mang con tim em về đời. Anh thấy Sha Băng không ạ? Chị thấy Sha Băng có máu không ạ? Lâu lắm rồi không được gặp Lệ cho nên là có vẻ hừng hực lắm anh chị ơi. 4K đầu tiên, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Máu á. Tự nhiên đang nhắm mắt, đang hát, tự nhiên ở dậy Lệ đang trước mặt, không biết. Phiêu quá. Nói lên nào tất cả các chị. Hello chị Phương, BB, chị Hoa Cỏ, Vân, chị Hòa Vũ này. Các chị hãy chia sẻ kịch liệt, sân sẻ mạnh mẽ cho hai chị em trong buổi live ngày hôm nay nhá. Lên. Cảm ơn chị Yến Ly này, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúng ta cùng bình luận cho hai em gái nào. Hello Vân Phương. Let's go. Liều thuốc cho trái tim, một ca khúc rất là tuyệt vời dành tặng cho tất cả anh chị yêu đây ạ. Cảm ơn anh Nam Khánh, anh Trường Giang, chị Phạm Bích, anh Trần Văn Tùng này, chị Thảo Trần. Tất cả chúng ta cùng bình luận nhiều lên để chúng em có thể chào anh chị được không ạ? Comment số 5 cho Nhật Lệ được không hả anh chị yêu ơi? 5 đâu ạ? 5k là 5k. 5k đâu rồi nào? Xin 5k lên hẳn 6k cho mà xem chị Băng ạ. Ok. Anh chị dạo này các chị rất là dễ thương. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỡ giấc bao đêm. Ngập ngừng cõi mơ nghe như chơi với khi bao yêu đừng ngứa màu. Anh đi mang theo vầng trăng thơ nào để bầu trời hoa nhất thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên, con thuyền lướt sóng lênh đênh. Tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vầng trăng thơ nào để bầu trời hoài thương nhớ. Anh mang con tim em về đây. Wow, một cái khúc rất cân. Là máu. Tăng cân là chúng ta uống một hộp là trẻ em thì dùng 2 tháng nha. Còn người lớn thì chúng ta sẽ dùng 2 hộp và người lớn sẽ dùng gấp đôi của liệu trình trẻ em này. Ok, tiếp tục lên nhạc anh chị ơi. Hai chị hát hay dễ thương quá, thật sự là dễ thương và hát hay không thì phụ thuộc 90% vào sự cổ vũ của tất cả quý cô chú anh chị đang ở đây đấy ạ. Và đừng tiếc gì cho hai em gái một lượt like, một lượt chia sẻ được không ạ? Lúc nào chúng em cũng rất là nhiều năng lượng với anh chị và chỉ mong chúng ta vào đây sẽ có những cái giây phút thật là thoải mái đúng không ạ? Và bây giờ sẽ là hãy cho tôi một lượt chia sẻ người ơi. Nhiều lượt luôn các chị nhá. Với số 5 đầu tiên cho Sha Băng và Nhật Lệ được không ạ? Lên nào. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Ok. Hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống em mới có hay không. Đem cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng bằng rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có như không. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, anh cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên luôn kiếp thu đây. Bài hát gì đấy anh chị ơi? Lệ 18 cộng chưa vậy? 18 cộng rồi, còn cộng bao nhiêu là tùy anh chị nhá. Cảm ơn Đinh Thị Hoa ngày càng trẻ đẹp nhờ cái tất cả là tình cảm của các anh chị đó. Tại vì tụi em ngày càng có động lực và hát hay hơn, trẻ đẹp hơn là nhờ tất cả vào cái sự động viên tinh thần của tất cả các anh chị dành cho tất cả các anh chị em ở trong DC Beauty. Và tụi em có sử dụng thêm collagen và tất cả những sản phẩm bên công ty chúng em. Cho nên khi các chị cùng nghe tụi em hát và cùng đồng hành cùng với tụi em và cùng mua sản phẩm bên em để chúng ta cùng ngày đẹp hơn nha các chị nhá. Lên nào. Hãy cho tôi 10.000 người ơi. Hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Anh ơi có hay không? Ném cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi khơi em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lãng đọng, em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp từ đây. Cho một tăng chân để lại số điện thoại giúp em ngay các chị nhá. Cảm ơn chị Chuột Sinh, chị Mộc Lan, chị Nga Trần, anh ta Nguyễn ạ. Chúng ta ai đâu ạ? Ai muốn kêu tên thì bình luận lên để Nhật Lệ và Sha Băng có thể gọi tên anh chị nào. Chị Lã Thu, anh Hoàng Kỳ, tất cả anh chị ơi, chúng ta cùng bình luận nhiều lên nào. 5k nào anh chị ơi, bình luận có số 5k được không ạ? Hôm nay xin vía 5k đầu tiên này. Dần dần từ từ là anh chị sẽ lên có số 1 này này. Chị Việt Sinh thích cái bài Đêm Huyền Diệu của hai chị em hát ạ. Ok. Cảm ơn chị Phạm Hương, tất cả anh chị ngày nào cũng vào đây để khen và động viên cho tất cả anh chị em ở DC. Đó là một cái điều tuyệt vời nhất anh chị ạ. Phút biệt ly thì bài đó là phải xong ca rồi chị yêu ơi. Chúng ta bình luận con số 5 để cho buổi tối ngày hôm nay chúng em xin vía số 5 trước này. Và em thấy là cái buổi tối hôm nay có lẽ nó phải lên con số 13 đấy anh chị ạ. Không biết là có nói quá không nhưng mà thôi cứ mơ đi đúng không anh chị ơi. Đời cũng không có đánh thuế đúng không anh chị, cứ mơ thôi đúng không ạ? Lên nào. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Sắp lên có số 5 rồi cả nhà. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mấy phen, lắng trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót xe, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cánh xa, một mình trong đêm lắng nghe gió than. Nước hoa nữ đi chị gái ơi. 2.450.000, nhưng bây giờ các anh chị để lại số điện thoại thì chúng ta mua với giá là 1.800.000 đồng. Mua 100ml được tặng thêm 10ml nhé các chị nhá. Hãy nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nước hoa nữ kèm với số điện thoại của mình nào, nhanh tay nhá. Wow, welcome có số 5k đầu tiên của chúng ta đã bắt đầu rồi đấy ạ. Anh chị máu ở đây, anh chị vui rồi đấy. Máu ở đâu đấy, máu ở đâu? Máu ở đây chứ còn ở đâu? Máu ở DC, máu ở tất cả các anh chị. Anh chị mà đã máu lên là có số 1 là bình thường đấy anh chị này. Dạ có nha chị Lệ Hằng ơi, để lại số điện thoại giúp em nào. Nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ok. Ngày dài thấm thoát rơi, số 6 đâu cả nhà mình. Muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mấy phen, lâm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót xe, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy về đời mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chia sẻ mạnh nào. Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cánh xa, một mình trong đêm lắng nghe gió than. 6k nào. Vì lời ai hứa, một ngày dìu em bước đi, tìm về nơi xa phút giây yên bình. Đầu non cuối gió, người còn là mây viễn du, để lại đằng sau tiếng ai thở dài. 5,3 rồi anh chị ơi. 6k là 6k. Bình luận có số 6 được không anh chị ơi? 6k mọi người ơi. Anh chị chúng ta cùng mạnh mẽ lên được không ạ? Bây giờ với đăng đà phát triển của anh chị đến này, đăng đà chia sẻ và đăng đà bình luận của anh chị, chúng ta cùng làm cho sân khấu của DC nóng hơn một chút nữa được không ạ? Hát bài bay đi Băng Lệ ơi hả? Dạ ok tí xíu nữa nha. Anh chị lên con số 7k đi, bay cho anh chị nghe được không ạ? Bây giờ cứ từ từ anh chị ơi, bay nhanh quá là sợ anh chị nóng quá anh chị ơi. Chúng ta cứ nổ máy từ từ nhá. Và tiếp theo sẽ là một ca khúc gì nó máu lửa hơn một chút nữa nhỉ? Máu hơn à? Bài gì nó máu lửa hơn một chút mà anh chị thích được không ạ? Bài gì các chị lên bài đi các chị nhá. Anh chị nhảy lên nhiều bài quá, bây giờ không biết chọn bài nào anh chị ạ. Thực sự là như thế đấy. Hay ai trong tình được mãi được không? Ai trong tình được mãi đâu có mặn đâu. Anh chị thích bài gì chúng ta bình luận nhiều lên được không ạ? Hà Nội đang rét là anh chị, thế thì vào đây với chúng em để cho nó nóng nha anh chị nhá. Ở đây không có gì ngoài điều kiện nóng đâu anh chị ơi. Điều hòa nó cũng hỏng luôn với chúng em rồi anh chị ạ. Không có gọi là không có đủ hiệu suất làm lạnh đối với hai đứa này nữa đâu anh chị ơi. Bên trên tầng lầu hát rồi chị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bay với Sha Băng và Nhật Lệ trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời những lâng lâng không ngại ngần. Ta về trong mơ máu chưa anh chị? Sha Băng đây máu bay luôn anh chị ạ. Bay luôn. Thế thì anh chị phải bay với chúng em nhé. Sóng gió tòng vu, ai chung tình được mãi, lên nhạc vào anh chị. 6K là cả nhà mình. Số 6K cho hai chị em nào các chị ơi. Đêm huyền diệu, ok, sau bài hát này cho đêm huyền diệu lên luôn nhá. Các chị chia sẻ lên con số 6 đấy các chị. Còn bài gì nữa không ạ? Xong kiếm hợp bích hoàn hảo. Cảm ơn chị Trần Phương Thảo, cảm ơn Hạ Vi, cảm ơn Đinh Tiến Nhi rất nhiều nè. Cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh đừng vỡ tan. Thoát ra là thênh thang, chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Thức lên đi bao nhiêu, thức lên đi đừng lo gì, đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi, hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước muốn đang trào dâng từ trong chiếc bao. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười dạng người. Bay lên cao như con cao. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời những lâng lâng không ngại ngần. Ta về trong mơ, về trong mơ. Ghi nhận tất cả anh chị yêu thương. 6K rồi em lại mất tiếng rồi. Nhưng mà anh chị ơi, chúng ta bình luận nhiều thế này thì em không có mất tiếng được. Vẫn hát tốt anh chị, vẫn lên con số 10 và vẫn phục vụ anh chị được. Đừng công hả? Lỡ hẹn với dòng lan này. Ok luôn. Comment 7K xin vía tiếp 7K nào anh chị nào. Mong là xin gì được đó nha anh chị nhá. Được cái là các anh chị của DC Beauty rất là dễ thương nè. Cảm ơn tình cảm của tất cả các chị rất là nhiều. Thôi quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước mơ đang trào dâng từ trong chim bao. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười dạng người. Bay lên cao như con cao. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lăng lăng không ngại ngần. Ta về trong mơ bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười dạng người. Bay lên cao như con cao. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lăng lăng không ngại ngần. Ta về trong mơ chiều á. Anh chị nói là thích sự kết hợp của hai cô gái này đúng không ạ? Thế thì anh chị nhớ phải chia sẻ cho chúng em đi ạ. Đúng rồi, thích thì chia sẻ nhiều lên nha, để chúng em có nhiều cái buổi live với nhau để phục vụ tất cả các chị những bài hát mà các chị yêu thích nè. Lên 7K nào anh chị ơi, xung rồi đấy, bắt đầu các chế của chúng ta là gọi là xung rồi đấy. Các chị bảo là đừng có để các anh chị gọi là chia sẻ, các anh chị mà chia sẻ là lên con số 11 đấy. Anh chị bảo là Sha Băng chuẩn bị tâm lý đi. Không có là tí nữa run là không hát được đâu. Thực sự anh chị ạ, cứ nhìn thấy những con số 11 hay con số 10 thôi anh chị, đó là một cái điểm hạnh phúc lớn lao rồi. Và thực sự bây giờ đang là 7k rồi, chúng ta chỉ cần 6,1k. Chỉ cần bình luận và nhiều lên một chút, chia sẻ nhiều lên một chút thôi là chúng ta sẽ có rất là nhiều người vào đây xem để cùng vui trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không anh chị? Chúng ta chỉ sống một lần trên đời thôi anh chị ơi, vui lên nào. Cứ hết mình với DC Beauty anh chị nhá. Từng yêu đi hai em ạ. Ok, sau bài này sẽ là bài từng yêu được không ạ? Đúng rồi, các chị yêu cầu theo thứ tự nhá. Vừa rồi thì có một vị vị chị nào rất là dễ thương yêu cầu bài hát Đêm Huyền Diệu của Sha Băng và Nhật Lệ. Nhảy nào anh chị ơi, chuẩn bị 7k à, đúng rồi anh chị. Nếu em thiếu anh trên đời, hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày thì sao? Thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có anh bên mình, hẳn là năm tháng ý xuân không tan. Nếu thấy anh lo buồn, thì lòng lệ còn buồn hơn. Đất ơi, kể từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng hòa trong tình yêu cuộc thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đời sao, dù rằng mình chỉ cùng nhau bóng đêm huyền diệu. 7k nào anh chị ơi. Nếu quen biết nhau một ngày để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời, dù phút giây ban đầu. 7k anh chị ơi. Và chợt tuyệt diệu tình yêu. Anh chị ơi, welcome con số 7k nào anh chị nào, chúng ta cùng bình luận 7k được không ạ? Facebook là đang nể DC dần đều rồi anh chị ạ. Nể anh chị dần đều rồi đấy. 7k nào anh chị ơi. Anh chị nhớ giúp em nha, mở mắt volume anh chị ơi, tai nghe mắc volume cho lại Nhân Lệ nha. Nghe xem là có feel anh chị ha. 7k chê cái Sha Băng đây. Xin vía lên 8k tiếp tục ha. Sha Băng xin sẵn cái 8k đi. Xin sẵn cái gì? Nhật Lệ xin nhiều chai mặt quá rồi. Sha Băng xin 8k cái chị ơi. Nếu em thiếu anh trên đời, hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi, Nếu vắng anh một ngày thì là một ngày chẳng vui. Đất ơi, nếu luôn có anh bên mình, hẳn là năm tháng ấy xuân không tan. Nếu thấy anh lo buồn thì sao? Thì lòng này còn buồn hơn. Kể từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời thiếu đầy sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày thì sao? Để mà thương nhau suốt trong cuộc đời. Vui lên giữa phút giây ban đầu. Lên 8k và chợt tuyệt diệu tình yêu. 8k nào. Anh chị ơi, chị thấy chưa? Anh chị ơi, em sợ tí lên 10k Sha Băng nhảy nóc nhà mất thôi anh chị ơi. Em thành cái đòn 7 sắp đây có 8k anh chị kìa. Đó, anh chị đang vui rồi đấy, anh chị đang máu rồi đấy. Hai đứa hát bài này hay quá. Còn bài gì các anh chị yêu thích thì comment mạnh mẽ lên nhá. 7,9 rồi. Tăng cân là 350 cho trẻ em và người lớn là 600.000. Chúng ta để lại số điện thoại ngay bây giờ để ngày mai. Ngày mai 7k9 rồi anh chị ơi. Chúng ta cùng mình nhiều lên con số 8k nào, lấy vía 8k này anh chị ơi, đừng để nó tụt nhá. Lên 8k là con số lộc phát của DC rồi anh chị ơi. Bình luận nhiều lên nào. Các không gì đây Sha Băng, lỡ hẹn đúng không? Ok, bài này rất nhiều anh chị yêu thích. Lỡ thì lỡ lâu rồi không, hay hai chị em mình cũng hát bài này đúng không? Hai đứa mình lỡ quá. Ok, lỡ nhiều rồi. Rực rỡ một lần nữa cho Sha Băng và Nhật Lệ nhé các chị nhá. Lên nóc nhà là bắt con gà là ăn thịt. nhổ luôn Không cần nhổ lông, ăn luôn. Ăn luôn à? Máu quá. Tại vì lâu lắm hai chị em mới có dịp live chung với các anh chị. Có nhiều bài lâu lắm mà không được hát. Yeah. Nhớ lại cho em không ạ? 7,8 ấy chị. Mây chiều bản lạng soi bóng nước. Hay quá. Một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông lam một dải xanh như ngọc. Với mặt ai buồn tái thế. Xa xa mây phủ non hồng lên. 8K ca vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát chân thương vương sóng nương. Đó đây đó phải sang sông. Đến duyên em không đi lấy chồng. Sao nữa? Đôi mắt người thương nghiêng vành nó. Giận hờn chỉ rứa bên sông buồn. Anh nọ ngò lời em chờ đợi sớm hôm. Vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nữa. Nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn. Anh chị mãi đây. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương. Nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi. Sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Nam xanh biếc đôi bờ. Mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi. Mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Welcome anh chị ơi, 9,2 rồi. Ôi số 10 chồng bo đâu rồi ạ? Vô phát nữa là anh chị chuẩn bị lên đà số 1 này. Anh chị ơi, chúng em vô rồi. Lên lượt anh chị nha. Anh chị thể hiện sức mạnh của anh chị lên con số 1 rồi anh chị ơi. Bắt đầu dư dư rồi đấy anh chị ạ. Nóng rồi đấy. Lên chẳng có 15 cho nó máu nha. Ok, Dương Nguyên thấy số điện thoại của mình rồi nè. Bà còn tháo hơn cả Lệ anh chị ơi. Em Lệ xin có 13, bảo xin 15 anh chị ạ. Máu vậy cơ. Gì kêu bằng đời không gì ước mơ không đánh thuế đó. Ok. Xa xa mây phủ non hồng lên. Đã vàng hoa cài nở bên sông. Số 1 nói chị. Câu hát dân thương vương sóng nước. Đó đây đó phải sang sông. Đến duyên em đi lấy chồng. Số 1 nào cả nhà. Đôi mắt người thương số 1 rồi. Giận hờn chi rứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm. Vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nỡ. Nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn. Lên lại nào chị. Chia tay anh siêu bạt muôn phương. Nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe cô ví xăm người ơi. Sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ. Mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi. Mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Vui quá anh chị ơi. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương. Nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi. Sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ. Mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi. Mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Anh chị ơi, 11k nào anh chị nào. Trời em gái gọi là tung nóc nhà đúng không anh chị? Đang run lắm rồi đấy, 10,7 rồi cái kia. Wow, sắp lên con số 11 rồi các chị ơi. Anh chị ơi, ngày nào mà ông run như này chắc là huyết áp nó tăng mất anh chị ạ. Một điều bơm xe có năng lượng. DC mãi đỉnh và anh chị cũng mãi đỉnh với chúng em luôn anh chị ơi. Không xin thì thôi, xin là có luôn. Xa xa mây phủ non hồng lên. 11k à. Đã vàng hoa cài nở bên sông. Tuyệt vời. Câu hát dân thương vương sóng nước. Đó đây đó phải sang sông. đến duyên băng đi lấy chiều 10,8 anh chị ơi. Đôi mắt người thương nghiêng vành non, giận hờn chi rua bên sông buồn, anh nò ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nổ. Em xuống bên đó em về bên nữa, nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn. Từ đầu chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gáo bến trôi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam dên biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Lên 11 nào anh chị. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam sông biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. 10,9 đấy chị ơi. Sông Lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Thực sự sợ anh chị ở đây chị ạ. Quá trời tăng sông máu lên các chị ơi. Không anh chị ơi, huyết áp bắt đầu tăng ở đây chị ạ. Huyết áp tăng rồi. Anh chị ơi, 11k có thưởng anh chị, cố gắng lên một chút nữa thôi là mai chúng em có thưởng rồi. Mai có váy mới mặc luôn các chị ơi. Mai là bộ tam tái hợp luôn. Quá tuyệt vời với anh chị yêu thương của chúng em ạ. Máu lên nào là máu lên nào. Thank you Hồng Lê NDN. Mấy phủ non hồng linh đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thường vương sóng nước, đó đây đó phải sáng sông. Đến duyên em không lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành non, giận hờn chi rứa bên sông buồn, anh nò ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nổ. Em xuống bến đò em về bên nữa, nước mắt nhạt nhòa theo mãi. Welcome khỏi hát, welcome 11 cái chị ơi. Từ đồ chia tay anh siêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bến rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Chuẩn bị lên 12 nào. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Chụp ảnh rồi à? Anh chị ơi chụp ảnh với Sha Băng Minh Lệ cái nào thì làm kỷ niệm nào. Trên tim chị ơi, thỉnh thoảng tăng sông tí không sao anh chị ha, vui là chính mà. Bởi vì thực sự chúng em đang rất là vui và đang rất là nhiều năng lượng anh chị ơi. Sắp đây có số 12 rồi, Sha Băng tìm bài gì tiếp đi Sha Băng ơi. Máu quá, tìm bài tiếp đi nào để cho anh chị máu lên tiếp nữa nào. Dấu yêu không? Thôi dấu yêu nhẹ quá, cho mày chị bốc máu tí nữa đi. Hey, ngỡ cũng được nhở, ngỡ được không anh chị ơi? Trời ơi, hôm nay máu quá đi, khéo hôm qua hôm nay này VIP hơn cả hôm qua anh chị ạ. Em Nhật Lệ có cái linh cảm là hôm nay là VIP hơn hôm qua đấy. Tôi cứ ngỡ là 15k rồi đấy các anh chị. Có phải em ngỡ sai không ạ? Mơ đi. Anh vẫn thấy nhớ em nhiều. Nóng quá. Anh thấy lòng chưa lẽ loi. Đèo kinh mới cho nó nóng. Cô đơn cùng với đêm dài, cứ trôi theo em từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần chi đó. Cần một bờ vai em ơi, nhưng không canh ai lúc này. để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Em nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Chị ơi, đeo kính chả nhìn gì chị ạ? Nhìn đến mỗi view nên chị ơi, nhìn đến mỗi 11,6k thôi. Thôi chị được cái thế. Sha Băng đeo kính vào đi, em có nữa zoom đấy. Nhìn view zoom anh chị ạ. Phải đeo kính vào cho nó đỡ zoom anh chị ơi. Em nên dừng lại này. Bình luận nhiều lên anh chị ơi, 12k nào. Lấy đeo kính và nhìn quá đẹp, cảm ơn anh chị. Cô được thượng ngàn lên 15 hả anh chị? Sợ Băng zoom thôi anh chị ơi. Cô đâu tính. Băng sợ bài đó lắm. Anh bỗng thấy nhớ Lệ nhiều. Thật không? Anh thấy lòng chợt lẽ loi. Nói dối. Cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo em từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai ấm áp nhưng không cạnh ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Chia sẻ mạnh lên chị ơi, đừng để tụt lại. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Ở đâu? Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Buồn. Em nghe cơn gió đang về. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như anh chị ở đây. Chị ơi, đang có 11k người ở đây bảo sao chúng em không có run hả anh chị? Run lắm chứ, ngày nào cũng run anh chị ạ. Tuyệt vời Sha Băng Nhật Lệ ơi, cảm ơn tất cả anh chị yêu thương của chúng em, tất cả anh chị chúng em, tất cả anh chị cũng tuyệt vời như chúng em vậy á. Theo kiếm một bài gì nữa nhỉ? Một bài nữa thôi ha. Một bài nữa đi các chị. Để dành tặng cho anh chị nhân ngày hôm nay anh chị quá máu đi. Lên được con số 11 phẩy mấy nhỉ anh chị nhỉ? 11,4 đúng không ạ anh chị? Có chụp ảnh cho chúng em không đấy hả anh chị ơi? Nhớ chụp ảnh cho chúng em nhá, để chúng em ngày nào về cũng nhận được bức ảnh của anh chị, thực sự rất là vui anh chị ơi. Đó là cái niềm động lực và cũng là gọi là cái kỷ niệm của anh chị em mình đúng không ạ? Yeah. Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà, thấy cái bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Yeah. Nhưng hôm nay mình em yêu đuôi bộn bề đằng sau những nụ cười, than trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Em nên dừng lại đấy. Lên luôn nào nào, bắt con gà nào. Hôm nay vui đúng không anh chị ơi? Chúng ta cứ vui lên ạ. Có gì đâu mà không vui anh chị ơi. Show làm gì cho đời thêm đau, cứ vui lên được không ạ anh chị ơi? Cảm ơn tình cảm của tất cả các anh chị đã dành cho Sha Băng và Nhật Lệ trong buổi live ngày hôm nay. Sẽ luôn luôn ghi nhớ những tình cảm của tất cả các anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng với hai đứa nhé. Nhiều lần thấy em khóc khổ đau điều gì phải không, quá khổ chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm Băng vào lòng, ôm đi nhìn về tháng năm đó. Yêu em chẳng cần đắn đo sao lúc này, quan tâm phải cần lý do. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù làm việc sai, không yêu nữa ngay cả khi em vui hay buồn ai thôi. Hay quá anh chị ơi. Một người từng rất thương nơi đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai? Tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lá lớn. Lại tiếp tục 10k dành chị kìa. Người con gái chẳng cần cứu xa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ở bên này, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình bằng yêu đuôi bộn bề đằng sau những nụ cười. Than trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Hay quá anh chị ơi, 10k quá được rồi anh chị ơi. Lên con số 1 hôm nay là một buổi tối thực sự là quá ý nghĩa đối với Nhật Lệ và Sha Băng cũng như là DC Beauty anh chị. Cảm ơn tất cả những tình cảm yêu thương của anh chị rất là nhiều ạ. Song kiếm hợp bích quá tuyệt vời và cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều nhé. Hai cô gái hôm nay là có hai cô mèo đen đấy anh chị ạ. Đen nhưng mà có võ đấy, đúng không ạ? Đây là tiểu thơ, đây là security, đây là bảo vệ. Ok, tí trả lương nhé. Tại sao lại cứ phải yêu hoài dù lòng biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thôi. Lên luôn nào nhà mình ơi. Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai? Tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lá lơi. Người con gái chẳng cần cứu xa. Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ở bên này, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuôi bộn bề đằng sau những nụ cười. Than trách gió ai chẳng chịu thương em đến nơi. Chúc mừng Sha Băng và hôm nay Nhật Lệ thành công rực rỡ ha. Cảm ơn tình cảm anh chị rất là nhiều nè. Ngồi xuống thôi anh chị ơi. Không có là lên một tí nữa là lên nóc nhà thôi anh chị ạ. Không thấy đường lấy cái ghế luôn. Không thấy đường. Vệ sĩ mà không nhìn thấy đường làm sao mà bảo vệ được người ta được hả anh chị nhờ? Trong kiếm hợp bích tông sệt tông. Cảm ơn anh chị đỉnh của đỉnh, cảm ơn tất cả anh chị yêu thương. Nói chung là anh chị có đỉnh hơn chúng em nhiều, bởi vì thực sự có hai người ở đây mà anh chị gọi là chia sẻ nó vào được tận mười mấy ngàn người, đó là một cái sức mạnh của đấy anh chị đấy ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Không có các anh chị tụi em chẳng làm được gì cả. Đúng rồi anh chị. Phải có sự trợ giúp của các anh chị. Hết 80% là sự trợ giúp của tất cả anh chị, còn 20% là sức lực của tụi em bỏ ra những giọt mồ hôi. Có tác dụng phụ nha, làm bài đi anh chị ơi. Cảm ơn chị Huyền Trâm 1 ong chúa này, cảm ơn chị Vũ Quỳnh Camody 480 mua 2 tặng 1 và kèm một phần quà cho anh chị ha. Camody bao phê luôn. Mua 2 tặng quà thôi. Tặng 1 nữa hả? Ok. Cảm ơn chị anh Chiến Lê đã lên số này 8 collagen ông chúa. Em nghĩ là sẽ siêu quà tặng cho anh đấy. Cứ lên đại số là cảm ơn anh rồi nha. Hậu Ngôi uống bao nhiêu lâu mới đẹp giống Sha Băng, trời ơi. Thật sự thì nhận về đẹp thì em không dám rồi. Nhưng mà nếu mà mình muốn uống giống như em thì em uống đủ liệu trình của 6 tháng của cái hộp collagen sủi tươi này là 6 tháng rồi. Sau đó em chuyển qua viên này cũng được vài tháng rồi chị ơi. Cho nên là các chị nếu mà dùng thì dùng kết hợp như thế giống em cũng được nha. Chúng ta mua collagen sủi tươi này 1.100.000 đồng một hộp và chúng ta mua 2 hộp được tặng thêm một hộp DC Plus. Thì đó, chúng ta mua 4 hộp sẽ được tặng 2 hộp. Chúng ta cứ như thế chúng ta mua, và càng mua nhiều thì càng có siêu quà cho mình luôn. Cho nên chúng ta nhanh tay để lại số thoại. Anh chị đang bảo Chiến Lệ ơi nhà xa về đi, nhưng mà thực sự hôm nay ngồi Sha Băng vui quá. Mà thực sự là nhìn đến số điện thoại của anh chị còn vui hơn, bởi vì Nhật Lệ và Sha Băng nói cũng như là anh chị đã tin tưởng sản phẩm của DC là một này, đã tin tưởng vào hai em gái tư vấn cho anh chị. Đó là một cái niềm vui thực sự là rất là vui. Mỗi ngày chỉ cần đọc bình luận thôi và nhìn đến những số điện thoại của anh chị khi mà chúng ta, nhất là mua collagen là thực sự em rất là vui. Bởi vì khi chúng ta nhận về collagen em nghĩ anh chị sẽ không bao giờ thất vọng đâu. Bởi vì chúng em là những con người đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm rồi và anh chị cũng có thể nhìn thấy chúng em hàng ngày. Cái sự thay đổi hàng ngày nó không có thay đổi quá, tuy nhiên nó cũng tươi mới và trẻ hơn hàng ngày, đúng không anh chị? Nên em rất là mong anh chị nào chúng ta cũng có một cái chí hướng làm đẹp, ngăn chặn sự lão hóa ra thì cứ về với collagen của DC nha anh chị. Không bao giờ làm anh chị thất vọng ha. Bữa giờ thì các anh chị comment rất là nhiều. Lúc mà chị like bên với Linh này, rồi like bên đây với Nguyệt á, thì các anh chị cứ đòi yêu cầu bài Sa Pa. Sa Pa có biết bây giờ hát được không? Tại vì các anh chị biết sao không? Bây giờ á, là bên em sắp thay đổi nội dung để cho đỡ các chị đỡ phải nhàm chán với những cái gương mặt móc của tụi em, cho nên thay đổi giờ like của tụi em, và lâu tụi em sẽ thay đổi luân phiên nhau thay đổi để cho làm mới cái chương trình, làm mới cái nội dung, cho nên lâu tụi em mới có dịp mà like cùng với nhau. Cho nên ngay bây giờ và bữa giờ được các chị yêu cầu rất là nhiều cái bài mà Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời. Cái bài này thì em không hát cái câu nào, chỉ có một câu Sa Pa thôi. Là gì 99% là bài này là Lệ hát, em chỉ hỗ trợ thêm 1% thôi. Collagen 1 hộp bao nhiêu em ơi? Hà Tuyển ơi, mình để lại số điện thoại giúp em nhé. Bên em có 3 dòng. Dòng collagen sữa ông chúa thì là 450 một hộp. Mình mua 4 hộp trị giá là 1.800.000 đồng thì mình sẽ được tặng thêm một hộp sủi tươi trị giá là 1.100.000 đồng. Chị cứ nhớ là mua sữa ông chúa 1.800.000 được tặng sủi tươi 1.100.000. Còn đối với dòng DC Plus thì 790.000 đồng một hộp. Mua 3 hộp trị giá là 2.370.000 đồng, mình được tặng thêm một hộp nha. Còn đối với dòng collagen sủi tươi thì 1.100.000 đồng, và chúng ta mua 2 hộp sẽ được tặng thêm một DC Plus. Mua 4 hộp tặng 2 DC Plus và kèm quà cho mình luôn. Và mình để lại ngay số điện thoại giúp em nha. Để lại số giúp em và chị yêu ơi. Ok, mình hát bài này xong cái mình hát bài Tầm Phu đi. Tại vì các chị yêu cầu kìa. Máu thế nhờ anh chị nhờ. Hôm nay Nhật Lệ cũng vui quá trời. Nhìn đến số điện thoại của anh chị là gọi là vui rồi đấy. Nhảy như là điện hả? Yêu thương chúng em nhảy và chúng em vui rồi. Luôn. Nhưng mà phải giảm đi một tí nhá. Rồi, không có mai là khỏi gặp anh chị là toi đấy. Anh chị cứ để lại số điện thoại bên em nhá. Chị nào vừa hỏi collagen cứ để số điện thoại cho em. Đúng rồi. Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời anh chị ơi. Lệ cố hát bài này. Hát tiếp đi em. Ok chị Phương nhá. Em chỉ có một chữ Sa Pa thôi, cứ ngóng Lệ với bằng hát bằng like chung để có bài này. Trời ơi, em biết tâm lý, em biết là cái anh chị muốn gì mà. Cảm ơn anh Hải Đường Mộc Đà nhá. Bồng bềnh mây trắng thấp thoáng lo nhô rừng cây, lòng lanh trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu chợ phiên, ngọt ngào canh lễ em hái đào xuân chúm chim anh say ngập ngừng xuống răng lối phố xốn xa nhịp phay đung đưa. Có được không anh chị ơi? Cổ vũ cho Nhật Lệ được không ạ? Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế? Tiếng đàn môi em nói điều gì? Cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Sa Pa, Sa Pa chiều huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi Sa Pa, Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa cháy và mùa con trai hát gọi con gái, đắm say phiên chợ ai về cùng em. Quá tuyệt vời. Lâu lắm rồi mới được hát bài này. Lâu lắm mới nghe được cái giai điệu Sa Pa này. Anh chị ơi, cố gắng muốn sức khỏe đẹp lên được đỉnh Phan Xipang là phải uống collagen cho xương khớp nó chắc khỏe nha anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. 2,2k kìa. Vẫn còn đông, rất là đông anh chị kìa. Like tới sáng, bên ai các chị ơi. Ước gì có sức khỏe like tới sáng anh chị nhỉ. Ước gì nhỉ. Đây là mang tiếng thẻ đúng không? Mang tiếng thẻ đúng không? Bồng bềnh mây trắng thấp thoáng lô nhô rừng cây, lòng lanh trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu chợ phiên, ngọt ngào canh lễ em hát màu xuân chùm chim anh say ngập ngừng xuống răng lối phố xôn xa nhịp phai đung đưa. Hay quá. Tự hát tự khen anh chị ạ. Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Sa Pa chiều những huyền thoại hay quá, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ôi Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái, đắm say phiên chợ ai về cùng em. Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao xinh thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Sa Pa chiều những huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ôi Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái, vẫn vương bao người ai về cùng Sa Pa. Sally ơi để lại số điện thoại nha. Sa Pa ơi Sa Pa ơi Sa Pa. Đắm say bao tình ai về cùng Sa Pa. Sa Pa mãi đỉnh đấy chị ơi. Em là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương, hoa mỹ trong câu ca này, để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khí nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai tròn cánh nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em cha nợ cứu mang. Một nụ hồng thơ ngây đôi vai vai chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phụ phàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đọa đầy, người muốn tìm gì ở dưới đây lì diêu cay. Đêm đêm khóc than mình em cấm ơn đã xót cho chồng, làm sao anh quên đi và thôi ngóng cho em buông đi hết trong lòng. Tòng Phu các chị ơi, bạn em đăng YouTube chưa? Đăng rồi à, lên YouTube và các chị gõ là Tòng Phu Nhật Lệ hoặc là Tòng Phu Sha Băng cover để ủng hộ và cày view cho tụi em lên view nhiều nhiều nhé các chị ơi. Tôi đã dây đồng chúa 450 một hộp, mua 3 sẽ là 1.350.000 đồng, tặng một hộp anh chị ha. Mua 4 là 1.800.000, tặng anh chị một hộp sủi tươi cao cấp của bên em, để lại số được không ạ anh chị ơi? À, chị Phượng Lê, collagen bao nhiêu tiền một hộp? Là một hộp sữa ông chú là 450.000 đồng, chúng ta mua 4 hộp trị giá là 1.800.000, được tặng thêm một sủi tươi. Hãy nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nhé. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chớ trêu em là gió lướt qua nhanh để anh đọng lại hơi sương, hoa mỹ trong câu ca này, để một ngày nào kia con tim em lắng nghe nhìn thấy em lao đao dũng khí nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. làm, vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em cha nợ cứu ma. Một nụ hồng thơ ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phù phàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đọa đầy, người muốn tìm gì ở dưới đây đi dù cái. Đêm đêm khóc than mình em, cắp bưng nước giọt cho chồng, làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em cha nợ cứu mang. Một nụ hồng thơ ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phũ phàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đã đầy, người muốn tìm gì ở dưới đây lý dù cái. Đêm đêm khóc than mình em, cắp bưng nước giọt cho chồng, làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Hey, rất là hay đúng không anh chị? Thực sự rất là hay. Hiếm khi mà hát bài này trên này đấy. Hình như chưa hát. Nhưng lại chưa hát bài này trên này bao giờ không anh chị ạ? Hình như vậy ạ. Chưa hát bao giờ luôn. Chưa live á? Ý là chưa, trên live chưa hát bao giờ á. Thế bởi thấy hát với Nguyệt rồi mà. À, hát thử thôi. À, hát thử thì nó cũng là hát rồi cô. Đợt đấy là chưa biết hát bài này, hát chờ tiếng hát xong bài này xuống mà view các anh chị này lên như thế này làm sao mà phải xuống. Làm sao mà phải xuống. Cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. À, chị gái vừa hỏi tăng cân một đà kịp 350 cho trẻ em từ 7 tuổi tới 12 tuổi nha chị gái ơi. Còn nếu mà chúng ta từ 13 tuổi trở lên thì sử dụng giúp em là 2 hộp. Khi chúng ta mua 1 hộp thì giá là 350.000. Còn nếu mà chúng ta mua 2 hộp giá nó sẽ là 600.000. Giảm ngay 100.000 cho mình luôn. Và chúng ta đang muốn tăng cân thì chúng ta phải nhanh tay để lại số điện thoại. Thành Võ ơi, mình để lại số điện thoại giúp em nha. À, bao nhiêu vậy em? Anh hỏi tăng cân đúng không? 350 một hộp, liệu trình từ 7 đến 12 tuổi anh nhá. Dùng trong 2 tháng và người lớn trên 13 tuổi chúng ta sử dụng 2 hộp, bên em giảm cho anh trực tiếp từ 700 xuống còn 600.000 đồng và hoàn toàn miễn phí ship nhá. Thực sự bài vừa rồi là nó cũng hơi khó hát một chút nhưng lại không có dám hát hết sức mình anh chị ạ, bởi vì bên em chúng em phải giữ sức anh chị ạ, bởi vì nếu mà hát mà căng quá là mai nghỉ là cũng không có hay quá, đúng không cố, anh chị? Cố quá thành quá cố đấy anh chị ạ. Hôm nay anh chị cứ bảo Sao Lệ về muộn thế, nhưng mà thực sự hôm nay không muốn về anh chị ạ, nhìn anh chị ở đây không muốn về. Thích Văn rồi. Thích Văn lắm rồi. Thích lắm rồi anh chị ạ, nhớ mà lâu mỏi không được like cùng. Nghỉ 10 ngày với lại từ đợt đó giờ cũng phải 2 tuần rồi nhỉ. Mới lại đi chị đi hát show nước ngoài về. Nhưng mà chắc nữa. Chị Băng ngồi đây hả? Hay là em về trước nhá? Sao Băng ngồi học luôn không? Hay Sao Băng cũng nhớ anh chị thế này, em biết nhìn cái mặt của bà em biết rồi anh chị ạ. Ngồi tí 50 phút nữa. Em ngồi được không? 5 phút nữa nhá. 5 phút nữa đi. Tại vì xuống thì xuống cả. Đồng hành cùng nhau, lên cả, xuống cả. Đúng rồi anh chị ơi, về cho đỡ buồn anh chị ạ. Tại vì các anh chị quen với 2 chị em rồi đúng không? Anh chị ơi, có câu hỏi nào cứ lên mà có cái tình cảm nào cứ thả cho chúng em đi, cứ bình luận này chúng em đọc. Thích tâm sự đêm khuya anh chị ạ, rất là thích đọc bình luận. Mới nãy có một anh chị nói là hồi xưa Sao Băng xấu òm, thì công nhận. Chê thì mình phải biết là cái đó là cái chê như thế nào, mình buồn chứ thật ra chê cái đó là em không buồn. Tại vì các anh chị nói là hồi xưa xấu òm nhưng mà bây giờ xinh rồi. Vậy tại vì sao? Tại vì mình vào tới đây mình mới biết là cần cái sự hỗ trợ của DC, của collagen. Ok, Uyên Tú này, em thấy số điện thoại của mình rồi nè. Các anh chị mua kem chống nắng thì cứ để lại cú pháp là kem chống nắng hoặc là kem body kèm số điện thoại nha. Mua cái gì cũng vậy, mình phải để số điện thoại lại chứ mình không để số điện thoại lại mà mình cứ hỏi là cái này cái kia cần cái kia thì bên em không có tìm được, tại vì trong mỗi buổi like là tới mấy nghìn cái comment lận các anh chị ơi. Muốn là nhiều khi mà muốn trả lời các anh chị lắm, tại vì các anh chị cứ vào khen là Sao Băng như thế này, Sao Băng như thế kia, Nhật Lệ như thế này, Nhật Lệ như thế kia, tụi em rất là muốn trả lời comment của các anh chị. Nhưng các anh chị biết không, nó giới hạn á. Cho nên là khi mà tụi em trả lời chừng 3, 4, 5 cái thôi là bắt đầu nó chặn không cho trả lời nữa. Cho nên tụi em là không dám trả lời chứ không phải là chảnh hay như thế nào. Tại vì các anh chị biết rồi đó, giống như Lệ biết hả? Mình không phải là ruột rà vì với nhau, không phải họ hàng với nhau, nhưng mà lên trên đây được các anh chị yêu thương và các anh chị ủng hộ rất là nhiều, mình phải trân trọng cái tình cảm đó chứ. Đúng, là mình phải luôn luôn phải tìm theo một các anh chị đang nói gì, các anh chị góp ý như thế nào, các anh chị thấy mình thế mạnh của mình ở đâu, các anh chị đang động viên thì mình phát huy tiếp, và cái yếu điểm của mình là như thế nào thì mình tiếp tục mình khắc phục. Nhưng mà tụi em muốn trả lời vào nhưng không được. Trả lời từng 5-7 cái là nó chặn mất rồi. Cho nên là các anh chị mong các chị thông cảm nha. Được các anh chị yêu thương là một cái niềm vinh hạnh rất là lớn. Và em cảm giác rất may mắn. Cái may mắn đầu tiên là được vào với DC, là được sếp tụi em ưu ái cho tụi em vào đây làm. Chứ không phải là dễ dàng gì. Không phải ai rất là nhiều muốn vào đây làm, nhưng mà không phải là dễ dàng gì đâu. Tại vì thứ nhất là có duyên và tính cách phải sống như thế nào đó thì sếp em mới thu nhận vào làm. Và làm thời gian dài hay ngắn là tùy vào cái năng lực nữa. Và làm mà nhiều, làm lại dài hay ngắn cũng là nhờ vào cái sự yêu thương của các anh chị nữa. Các chị thời gian đầu ai cũng vậy, vào live thì các chị sẽ giống như là tiếp cận cái cũ rồi, quen với cái cũ rồi, cái mới vào thì họ không chấp nhận. Chê có, đã kích có, nhưng mà biết sao cũng có các anh chị yêu thương, cho nên là có động lực. Và tới tận bây giờ thì các anh chị yêu thương và các anh chị hiểu tụi em nhiều hơn và các anh chị yêu tụi em nhiều hơn, thì đó là cái niềm động lực rất là lớn. Và tại vì sao tụi em live, tụi em hát hoài mỗi ngày mà không mệt, là nhớ cái đợt trước Tết năm trước không? Chị bị bệnh mà em bệnh rất là nặng về cái dòng cổ họng em, là nó bị nặng trong này lắm. Em đi khám luôn á. Em đi khám bác sĩ và bác sĩ bắt em phải uống với cái liều kháng sinh rất là mạnh luôn. Mà may sao mà cái dịp Tết đó sếp cho em nghỉ sớm. Và sếp em là một người rất là tâm lý, và em đi đâu em cũng tự hào em là lính của DC, lính của Duy Chinh, rất là tự hào. Em cho nên là em không có ngại nói, không phải là cái gì, nhưng mà thật ra tận trong lòng rất là tự hào. Và đi đâu làm cái gì bên ngoài có rất là nhiều cơ hội như thế nào mời đón, em cũng không muốn, em vẫn muốn em dừng chân ở DC em, tại vì không phải dễ dàng gì có một người sếp như thế và một nơi mà bán hàng chất lượng như thế. Em nhiều khi ra chỗ khác họ bán hàng không chất lượng, ảnh hưởng tới uy tín của mình chứ, cái gì đúng không? Nhiều khi là mình không biết gì, mình cứ vào mình bán hàng cho họ mà họ làm hàng không đúng chất lượng thì mình kiểu như là mình tự nhiên mình đánh mất cái hình ảnh của mình, đánh mất cái uy tín của mình. Và thứ nhất là vào đây là sếp em là một người uy tín, người có tâm, người có tầm. Mặt hàng cái nào đưa lên bán thì cũng phải được kiểm định rõ ràng, cho nên tụi em yên tâm, không có sợ là phải bị này bị kia. Mỗi ngày lên đây hát đâu có sợ là bị này bị kia đâu, tại vì hàng bên em chất lượng, bên em cam kết đổi trả, cho nên tự tin về mặt hàng của mình mới như thế. Cho nên các chị theo dõi live của tụi em thì các chị cứ yên tâm đi, để lại số điện thoại, mua hàng về không thích đổi trả, thoải mái vô cùng. Dạ, đúng rồi anh chị ha. Thực sự là ai cũng may mắn khi mà đến với DC, và may mắn hơn đó là được gặp tất cả anh chị. Theo em là như thế, bởi vì thực sự khi mà mới bắt đầu vào live em cũng gọi là người con của nông thôn mà. Mới bắt đầu lên live thực sự rất là run luôn anh chị ạ. Vào đây là hôm đó anh Trinh nói là sang tập thôi, để anh chị để hai anh em chuẩn bị lên sóng anh chị. Tuy nhiên là sang tập cái anh Trinh bảo tối live luôn nha Lệ nhá. Thực sự lúc đó em rất là sợ anh chị, chưa bao giờ dám live stream mà em biết là cái lượng theo dõi của Duy Chinh rất là nhiều, và mỗi lần live là phải mấy ngàn người, thậm chí là có hôm em live lên 30-mấy ngàn người anh chị. Rất là run luôn, một cái người thực sự chưa bao giờ hát trên live mà nhiều người như thế, run chứ đúng chứ chị Băng? Có người yêu, có người không thích đúng không ạ? Tuy nhiên cũng may mắn cho tất cả anh chị em là cứ lên live là anh chị cổ vũ nhiệt tình, không cần biết là người mới người cũ, anh chị cứ thích, anh chị cứ thấy hát nhiệt tình, thấy gọi là dễ thương dễ mến, anh chị khen rất là nhiều. Và đó một cái gọi là cái động lực to lớn cho chúng em, để bây giờ chúng em trưởng thành hơn và phát triển hơn đến tận bây giờ. Và đặc biệt anh chị cũng có thể nhìn thấy được cái sự tiến bộ của chúng em hàng ngày đúng không ạ? Đó là nhờ vào tất cả anh chị gọi là gì nhỉ? Yêu thương, động viên, yêu thương cũng như là có những cái gì chưa được anh chị góp ý luôn. Anh chị rất là thẳng thắn nha, góp ý luôn, có gì không tốt, có gì không hay, hoặc là cái gì tốt phát huy được anh chị cổ vũ cho chúng em, để cho chúng em tiến bộ hàng ngày. Thì đó là thực sự là 90% nhờ vào công sức của anh chị giúp đỡ chúng em, cũng như là DC cũng như thế. Có được ngày hôm nay phải nhờ vào tất cả sự cổ vũ của anh chị và sự ủng hộ của tất cả anh chị, đúng không ạ? Ngay với em, với Nhật Lệ ở bên ngoài cũng vậy, cũng đã cùng từng đi show ngoài mà các chị biết không? Một ca sĩ đi show ở ngoài họ chừng 5-10 bài thôi, cứ đi tới đâu là hát như đó hoài chứ không có nhiều. Từ ngày bước vào DC tụi em biết thêm hát nhiều bài. Và các chị thấy mới lần đầu vào những ngày đầu á, live thứ nhất là vốn bài mình không có nhiều, những bài đó mình chưa biết hát, mình mới bắt đầu vào hát thì đương nhiên nó dở. Và thêm cái áp lực tâm lý nữa, ngồi gần sếp hát em rung, em hát em không có nghe nhịp nhàng cái gì, em hát nhịp tè le tè luôn, tại rung quá. Và các chị xem live, các chị comment đồ, các chị nói là không thích mình này cái nọ, hoặc là hát dở. Tại vì thứ nhất là mình những cái bài tủ của mình là chỉ có những bài đi diễn ở ngoài là chừng 50 bài thôi, không có nhiều. Và vào đây trời ơi, mấy chục bài, mấy trăm bài có luôn. Nhưng mà phải nhìn chữ nha, không nhớ lời được nha, tại vì nó nhiều quá mà, đúng không các chị? Nên nhiều khi đi ra show ngoài các chị yêu cầu hát bài này bài kia em không thuộc, trời ơi các chị phải dặn trước để thập thuộc bài trước. Cho nên là ngay bây giờ vào trong đây là thấy sự tiến bộ của tụi em mỗi ngày, là tụi em được trau dồi bài vở mỗi ngày, tụi em hòa mình vào và bớt rung hơn, được các chị yêu thương nhiều hơn. Thì đó là một cái niềm động lực. Các chị biết á, các chị có thể là cái thể lực mạnh, nhưng nếu mà cái thể lực mạnh nhưng mà cái tinh thần nó không có mạnh, tinh thần quan trọng lắm, cái thần thái tinh thần chúng ta không có mạnh, tâm lý chúng ta không ổn là không làm được gì cả. em đã từng trải qua và hiện tại thì cũng đang lang mang đây. Anh chị ơi, nói thật mà, cái tâm lý nó ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Và em là một cái người đa sầu đa cảm nha. Chỉ cần một hôm mà em không có vui thôi á là live thực sự là nó mất chất lượng đi rất là nhiều anh chị. Bởi vì cái tâm lý nó ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Và em chỉ mong là tất cả anh chị em cũng như thế thôi. Chỉ mong lên live là cứ nhìn thấy những cái lời khen anh chị ạ. Anh chị có thể khen có cánh cũng được, nhưng mà đó là cái động lực to lớn cho chúng em để chúng em có thể làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Bởi vì thực sự tinh thần nó quan trọng lắm anh chị. Cũng cứ như anh chị thôi, ra đường mà họ khen anh chị xinh đẹp này, trẻ hơn tuổi thế, dạo này làm gì mà tươi tắn thế, vui đúng không anh chị? Nhưng mà ra đường chỉ cần họ chỉ cần nói là sao dạo này làm gì da rẻ sạm nám thế, là thực sự buồn đúng không anh chị? Chơi xấu, chơi hát dở rồi, trời ơi buồn xỉu luôn á. Thế nên anh chị ơi, cứ yêu thương bản thân của mình đi, cứ đẹp, cứ tự tin lên. Ra đường chúng ta chỉ cần đẹp, tự tin với bản thân của mình thôi, tất cả những thành công và may mắn nó sẽ đến với mình. Và có lẽ là bây giờ thì cũng muộn rồi, anh chị cũng chuẩn bị phải đi ngủ để ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục một cái tuần mới năng lượng đúng không ạ? Thì Nhật Lệ và Sha Băng hôm nay thực sự rất là vui khi mà anh chị đang ngồi đây và tâm sự với chúng em đến tận bây giờ. Và đặc biệt là tin tưởng cái sản phẩm của bên em, nên những anh chị nào chúng ta quan tâm sản phẩm, tin tưởng sản phẩm, cứ để lại số điện thoại. Nếu chúng em offline chúng ta vẫn có thể để số điện thoại lại ha. Và Sha Băng muốn nói gì nói tiếp nào. Trước khi chia tay thì mong các chị nếu mà cần mua hàng từ offline xuống thì các chị vẫn để lại số điện thoại giúp em được nha. Và rất là mong các chị luôn luôn đồng hành cùng yêu thương Sha Băng, yêu thương Nhật Lệ, Minh Nguyệt, Linh Em, Yến Yumi cũng như Yến Ly. Và đặc biệt là một người đặc biệt không thể nào quên, đó là Duy Chinh nha các chị nha. Hãy luôn luôn đồng hành cùng với DC Beauty, DC Team nha các chị ơi. Bây giờ thì cho phép Sha Băng và Nhật Lệ gửi lời chào tất cả các chị. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye tất cả anh chị yêu thương của chúng em ạ. Tạm biệt anh chị, chúc anh chị ngủ ngon.